Xin chào các bạn Cung Song Ngư và đây sẽ là trải bài dự đoán tổng quan tháng 5 dành cho các bạn Và mọi người có thể xem theo cung mặt trăng, mặt trời, cung mọc, sao kim hoặc là nhà thứ bảy của mình để biết thêm chi tiết nha Và các bạn lưu ý rằng là mình làm cái thứ tự video dựa trên lượt like và lượt bình luận trên mỗi cung Cho nên là các bạn hãy tích cực like và bình luận cho video cung của mình nha và bây giờ mình sẽ bắt đầu về phần dự đoán tổng quan, phần công việc dành cho những bạn cung song ngư trước thì um, trong tháng 5 này á có thể rằng là sẽ là một cái khoảng thời gian mà các bạn khá là thoải mái tại vì ở đây các bạn có lá đà, là, the situation will improve và một lá đi kèm với nó nữa đó chính là lá số 11 các bạn có thể thấy hình ảnh của lá số 11 ở đây là một chàng hề và anh ta đang đàn một cây đàn với những cái bản nhạc nó rất là du dương và cái cảm giác là cái trạng thái nó rất là mang đến sự cân bằng giống như là cái ký hiệu dinh gian ở trên cái nón này tháng 11 à, xin lỗi mọi người không phải là tháng 11 mà là tháng 5 này á thì um, các bạn sẽ có được một cái trạng thái cực kỳ cân bằng trong công việc và có lẽ rằng những cái điều mà khó khăn trở ngại trong công việc của các bạn cung sông ngư á, trong những cái tháng vừa qua nó cái cái tình huống nó nó sẽ được cải thiện và sẽ bạn sẽ có nhiều cái thời gian hơn để nghỉ ngơi um, um, có thể rằng trước đây á, um, các bạn khá là vất vả ý không vất vả ở đây có nó còn mang một cái ý nghĩa nữa là nó khá là chật vật và cái chật vật ở đây giống như là các bạn không tìm được cái niềm đam mê hay là bạn cảm nhận được đối với những bạn cung song ngư các bạn không cảm nhận được cái sự yêu thích của mình trong công việc thì trong tháng năm này á, các bạn sẽ có lại được cái điều đó các bạn sẽ tìm lại được cái ngọn lửa hay là những cái gọi là cái sự nhiệt huyết của mình có thể rằng á, sẽ có một cái cánh cửa mới mở ra trong công việc dành cho các bạn cái cánh cửa mở ra đây nó không hẳn nhất thiết rằng là các bạn sẽ phải nghỉ việc các bạn chuyển đổi công việc mà nó chỉ là một cái sự kiện nào đó sẽ đến xuất hiện và nó làm những cái tình huống nó dồn dập nó đến và nó sẽ làm cho các bạn có là những cái niềm đam mê có thể rằng cái năng lực của các bạn á, sẽ được những người xung quanh họ bấy lên này họ không có còn có sự nhìn nhận chính xác thì trong tháng năm này các bạn sẽ có lại được cái sự nhìn nhận đó và ở đây là một cái tháng mà các bạn khá là chill về phần công việc học tập và tài chính các bạn có lá celebrate you nó giống như là đấy như giờ sao mình nói ban đầu á, um, các bạn cung sông ngư trong tháng năm này về học tập công việc hoặc là tài chính á, các bạn sẽ có nhiều thời gian để dành cho bản thân của mình hơn và các bạn sẽ có những cái khoảng thời gian thư thái hơn có thể rằng cũng sẽ đối với một số trường hợp trong các bạn cung sông ngư á, thì trong những tháng trước các bạn khá là lo lắng về công việc của mình giống như là bạn bạn có một cái câu hỏi bạn rất là băn khoăn rằng là, là liệu rằng mọi việc nó có ổn định hay không hay là bạn lo lắng về tài chính giống như rằng là um, bạn sợ rằng là cái cái nguồn tài chính của mình nó cái nguồn tiền bạc của mình nó không được ổn định thì trong tháng năm này tất cả mọi thứ nó sẽ đến một cách rất là dễ dàng với các bạn và các bạn có những cái giây phút thật sự thư giãn bạn không phải lo lắng quá nhiều và bạn có được những cái điều gọi là làm việc với những cái sự đam mê rất là tuyệt vời và hãy tin rằng là mọi việc rồi sẽ ổn thôi và những cái gì khó khăn hay là những cái điều trở ngại mà các bạn đang gặp phải á mọi thứ nó sẽ được có một cái sự cải thiện ở đây ở đây các bạn có lá a fairy limit approach nếu như là mọi thứ nó đã đã lên đến định điểm rồi và nó sẽ có những cái phương án hay là những cái phương cách nào đó để mọi um, nó giống như là cái câu nói rằng là mọi thứ đến cuối cùng rồi sẽ ổn và nếu như mà sự chưa ổn á, thì nó sẽ đưa chưa đến cuối cùng và những cái gì mà các bạn còn đang bị rắc rối các bạn đang những cái điều mà không được như ý những cái trở ngại á, thì rồi trong tháng năm này các bạn cũng sẽ có được một cách giải quyết nói chung là um, và cái lá xấu xu ở đây á, nó tượng trưng rằng là có thể rằng bạn sẽ gặp được một ai đó và người ta họ sẽ có những cái sự hỗ trợ cái này giống như là trong những cái um, cái cách nói mà nhân dân gian chúng ta hay nói gọi là có quý nhân phù trợ hay là có quý nhân giúp đỡ đó, nó đại loại là như vậy thì trong tháng 5 này về phần công việc tài chính hoặc là học tập các bạn sẽ khá là yên tâm về cái vấn đề đó là bạn không hay một mình và bạn có rất là nhiều những cái sự hỗ trợ những cái sự support từ tất cả những cái nguồn khác nhau và đó chính là phần tổng quan về công việc học tập hoặc là tài chính dành cho những bạn cung sông ngư trong tháng 5 này và giờ mình sẽ đến với phần tình cảm dành cho các bạn cung sông ngư còn đang độc thân để xem vào là, là trong tháng 5 thì các bạn có gì nha. À, các bạn cung Song Ngư còn đang độc thân á, trong tháng 5 này có thể rằng các bạn sẽ gặp được một ai đó và đối với họ thì bạn là một người cực kỳ tỏa sáng đầu tiên là ở đây bạn có lá World flower các bạn có thể thấy hình ảnh giống như là một cô gái đang ngồi giữa rất là nhiều cô gái khác nhau nhưng mà những cái cô gái khác còn lại thì giống như là những cái bóng đen vậy và chỉ có một mình cô gái này nè cô cực cô gái mặc màu xanh này cô ta nổi bật giống như rằng là trong tháng năm này bạn cái đối tượng bạn sẽ gặp được một ai đó và trong mắt của họ bạn bạn chính là duy nhất bạn là một ai đó rất là đặc biệt và họ trong giữa một cái đám đông thì họ chỉ có thể nhìn thấy bạn và mỗi khi mà bạn xuất hiện thì bạn cực kỳ tỏa sáng nhưng mà mình cảm nhận được cái mối quan hệ này á đối với những bạn cung sân song đang độc thân á các bạn chưa hẳn gọi là các bạn sẽ tiến tới một cái gọi là mối quan hệ như là chính thức với nhau mà kiểu vậy như là các bạn vẫn còn đang trong giai đoạn tán tỉnh tại vì ở đây các bạn có lá là Nothing will come of this situation Mọi thứ các bạn vẫn đang đi từng bước từng bước một Mọi thứ vẫn đang còn đang có sự khởi đầu lại Và thậm chí đối với những bạn cung song ngư á còn đang độc thân các bạn có lá bốn ly ở đây nó giống như là cái việc rằng là thật sự các bạn cũng không hề han thích lắm cái việc giống um, như là chuyện yêu đương vào trong cái thời điểm này là một cái gì đó nó nó không phải là cái sự tập trung cái sự chú trọng dành cho các bạn các bạn có thể thấy hình ảnh của lá bốn ly và dễ như là một thiên thần bé nhỏ muốn đưa cái ly này cho cô gái nhưng mà cô ta rất là hờ hững và đôi tay thì giống như là không muốn đón lấy giống như là chuyện yêu đương thì nó cũng là một trong những cái sự lựa chọn thôi chứ nó không phải là một cái điều gì đó mà quá để các bạn phải thiên về phải tập trung về hiện tại các bạn khá là đang muốn tập trung những cái vấn đề về công việc về tài chính về học tập của mình hơn cái lý do mà mình nói tại sao trong tháng năm này các bạn có thể gặp được một ai đó ở đây các bạn có lá romance các bạn có lá giving and receiving các bạn có lá say tan kiều cho nên có thể rằng á cái sự xuất hiện của bạn trong cuộc đời một ai đó à, các bạn mang đến cái sự ánh sáng hay là cái nguồn năng lượng tích cực của bạn á nó lan tỏa ánh sáng đến cho họ và cả cả hai người đều có những cái giây phút cực kỳ lãng mạn đối dành cho nhau và cái sự xuất hiện của bạn á, thì giống như rằng là một cái gì đó nó rất là một cái món quà tuyệt vời dành cho họ cho nên cái người này á mình cảm nhận được là một ai đó đang rất bạn rất là rất là nhiều nhưng mà họ không dám đưa lên họ không dám cất lên tiếng nói họ mong muốn có một cái gọi là hết chưa hết conversation họ mong muốn bày tỏ trái tim của họ họ mong muốn xuất phát hay là nói những lời nói từ trái tim lên để cho bạn thấu hiểu được điều đó nhưng mà có thể rằng là họ vẫn còn có những cái sự ngại ngùng ở đây bạn có lá năm kiếm ở đây giống như là hình ảnh của cái việc rằng là cái người này á họ khá là lo lắng và họ họ khá là sợ hãi. Họ cái cảm giác giống như rằng là họ vẫn muốn duy trì cái tình bạn của bạn tại vì họ sợ rằng khi mà các bạn bước lên một cái bước nữa thì lỡ như bạn từ chối hay là cái mối quan hệ này không thành á thì mọi thứ nó sẽ trở nên tan vỡ. Cho nên là mọi thứ nó chỉ dừng lại đó như là lý do tại sao á mọi việc ở đây các bạn lại có lá là nothing will come of this situation nghĩa là không có gì xảy ra trong cái tình huống này cả và họ biết được rằng đối với những bạn cung sông ngư còn đang độc thân á cái chuyện tình cảm nó cũng không phải là cái vấn đề mà các bạn cần chú ý hay là các bạn quá chú trọng các bạn mong muốn hay là các bạn khát khao trong cái thời điểm này cho nên là cái người mà mà này họ khá là chú họ khá là về chừng có một cái sự dè dặt nhất định nhưng mà ừm um, cái việc mà cảm nhận được cái điều đó nó sẽ phụ thuộc về các bạn rất là nhiều giống như rằng là liệu các bạn có muốn cho cái người mà các bạn cái người này cơ hội hay không á thì um, mình sẽ rút thêm một vài lá nữa ở đây á, khi mà cái sự xuất hiện của bạn ở trong cái trải bài này mình cảm nhận được rằng là bạn kéo người này ra khỏi cái bóng tối và trong cái thế giới xung quanh và dường như rằng là khi mà cái sự xuất hiện của bạn á, họ cảm nhận được rằng là ở đâu đó cái, cái sự cái giá trị của họ và họ cảm nhận được rằng là mình thật sự một ai đó mình cần hay là mình mong muốn ở, được ở bên cạnh và đây là một cái cảm giác rất là tuyệt vời cũng có thể là họ và cũng có thể là bạn nha ý là về trẻ và tình cảm thì các bạn có thể xem theo hai hướng Yes, các bạn có lá này là Pentacles Cái người này họ mong muốn trao gửi tình cảm đến bạn Họ mong muốn đưa gửi Giống như là um, Có một cái gì đó họ muốn, mong muốn không có sự tiến lên Nhưng mà có thể um, Còn khá là nhiều những cái gọi là thuận lại Bạn có tới tận hai lá 4 xu ở đây lận cho nên Cái việc mà người đó nó Các bạn thể thấy hình, hình ảnh và nó tương tự giống như là cái việc rằng là mọi đó đang cố gắng giấu hay là đang cố gắng kìm nén cái điều gì đó ở bên trong lòng và không dám nói ra không dám thổ lộ chính cái cảm xúc của mình như thế nào và thật ra cái việc này á chính bản thân cái người mà phải kìm nén hay là phải cố gắng giấu không dám bày tỏ không dám đưa ra gợi ý hay là nói thẳng cái cảm xúc của mình á thì họ phải là người vượt qua được cái điều đó họ ra thì có rất là nhiều cách ví dụ như là có thể bật đèn xanh hoặc là có thể như là đưa những cái gợi ý nho nhỏ hoặc là những cái sự quan tâm chăm sóc nho nhỏ thôi thì cũng đã đủ để có thể hiểu được rồi cho nên là cái quan trọng là, là cái người mà vẫn còn đang giấu á những cái cảm xúc thật sự trong lòng có thể là bạn hoặc là có thể là cái đối phương của bạn ý là một trong hai người thì các bạn cần phải dũng cảm lên và cần phải bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình để cho mình có cơ hội được hạnh phúc các bạn có lá đồ uh, mọi thứ nó phải um, cần có một cái sự thúc đẩy để tiến lên một cái chương mới một cái điều gì đó mới còn nếu như mà hiện tại các bạn vẫn cứ mãi khư khư giữ những cái điều như vậy á thì sẽ không có gì có thể xảy ra ở cái tình huống này và mọi thứ nó sẽ vẫn như vậy vẫn y chang vẫn được xem Cần phải có sự điều chỉnh ở đây. Anyway, um, nói chung là các bạn cung xong ngư các bạn còn cho các bạn đối tượng còn đang độc thân á, thì sẽ có một ai đó họ mong muốn trao gửi cái tình cảm nhìn cho bạn nhưng mà người này khá là e dè và họ đang cố gắng nếu giữ hay là họ đang kìm hãm họ đang dè chừng lại cái tình cảm của mình họ không dám bộc lộ ra ngoài họ là có thể là họ họ có thể là bạn nhưng mà để có mối quan hệ có thể tiến lên theo một cái bước mới á, thì các bạn một trong hai người các bạn cần phải bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình và cần phải có những cái bước tiến mới như là bật đèn xanh hay là những cái gợi ý nho nhỏ hay là cái sự thổ lộ qua bằng những cái hành động quan tâm chăm sóc nhiều hơn dành cho đối phương của mình và chỉ có như vậy thì mọi chuyện nó mới hay có một cái diễn tiến mới được còn nếu như mà các bạn vẫn cứ mãi hô đi nghĩa là các bạn vẫn cứ mãi kìm nén tất cả mọi thứ ở trong lòng á thì thật ra nó mọi thứ mọi cái tình huống nó sẽ không có một cái sự chuyển biến nào cả và đó là không định cho các bạn cung song ngư còn đang độc thân và bây giờ mình sẽ đến với các bạn cung song ngư đã có đối tượng hoặc là trong một mối quan hệ để xem là trong tháng 5 này các bạn có gì nha trong tháng năm này đối với những bạn cung song ngư đã có đối tượng hoặc là đang trong một mối quan hệ thì mình sẽ thấy ở đây rằng là sẽ có một, một cái sự làm lại ở đây à, và nếu như mà sự các bạn đang trong trường hợp gọi là các bạn có quá nhiều những cái điều gọi là giận dỗi hay là không hiểu nhau hay là có những cái khoảng cách những cái xa cách á thì trong tháng năm này sẽ có một cái sự điều chỉnh lại ở đây các bạn có lá năm xu và mình lá năm su là nó nói một cái tình huống nó khá là băng giá nó khá là mùa đông và những cái sự lạnh lẽ những cái sự tổn thương có thể rằng trong mối quan hệ của các bạn các bạn có khá là nhiều những cái điều hiểu lầm các bạn gây gỗ nhau và có một cái khoảng thời gian xa cách hay là bị ngưng tương tác nhưng mà cái khoảng thời gian xa cách hoặc là ngưng tương tác ở đây nó không hẳn là chia tay hẳn đâu mà nó giống như là cái việc là có một cái khoảng cách im lặng và cả hai bạn đều thắc mắc rằng là liệu rằng cái mối quan hệ của mình á, cái mức độ nó đang ở như thế nào và lá chết mình ở đây á, nó nói lên rằng là sẽ có một cái sự điều chỉnh cho cái việc đó và um, các bạn sẽ có thể làm lại ở đây các bạn có lá chính gậy ở đây các bạn có thể thấy hình ảnh của một ông lão và ông ta đang cố gắng tìm được là tìm hướng để bước ra khỏi những cái hàng rào này nó giống như là cái việc rằng là trong tháng năm này những cái tình huống giống như là cái khoảng thời gian giá lạnh hay là cái khoảng thời gian băng giá lạnh lùng mùa đông gì đó của các bạn á các bạn sẽ có một cái sự cố gắng, một cái chuyển biến tích cực để cái mối quan hệ này sẽ cùng vượt qua những cái khoảng khách đen tối đó. Và ở đây này các bạn có nè, a New Romantic Cycle Begin sẽ có một cái sự khởi đầu lại. Cho nên đối với những các bạn cung song ngư các bạn đừng quá lo lắng và cũng đừng giống như là bị uh, sợ hãi hay là tại vì chúng ta không có sự mất kết nối là vậy này chúng ta không có rất là lạnh lùng rất là lạnh nhạt với nhau chúng ta không còn hiểu nhau như trước nữa chúng ta đừng có quá cái lo lắng như vậy và cái quan trọng ở đây là hãy have fun và take the lead khi mà các bạn luôn tận hưởng những cái niềm vui ở những cái giây phút hiện tại thì bản thân mình mình sẽ được có cái sự gọi là mình giải tỏa tâm lý và mình không quá bị áp đặt hay là đặt những cái sự nặng nề trong mối quan hệ và chính vì như vậy cho nên là khi mà các bạn gặp nhau rồi á các bạn có những cái khoảng thời gian ở bên cạnh nhau thì mới làm cho cái không khí của hai người nó rất là nhẹ nhàng nó rất là êm ấm rất là êm vui nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều trong cái việc rằng là um, những cái gì mà mình đang cố gắng thật ra trong cái mối quan hệ tình cảm á, có những cái điều nó rất là khó nói giống như là rằng là người cái dân gian hay là tục ngữ của ông bà chúng ta ngày xưa á, thường hay có câu rằng là lạc mềm buộc chặt và cái việc mà mình càng cố gắng như là mình đè nén hay là mình phải áp đặt là cả hai người cũng phải cùng vượt qua vượt qua như vậy thật ra nó chỉ làm cho cái việc rằng là, là mỗi khi mà chúng ta gặp nhau chúng ta đều phải tạo những cái áp lực giống như là chúng mình phải gồng mình để mình làm cái này mình phải gồng mình mình làm cái kia và mọi thứ nó sẽ không có xuất phát từ những cái niềm vui nho nhỏ hay là những cái niềm vui nó thật sự tự nhiên nữa cho nên là hãy có những cái niềm vui thật sự tự nhiên mình vui tại vì mình vui vậy thôi và mình tận hưởng những cái giây phút đó mình đừng suy nghĩ quá nhiều giống như là có một số bạn trong một số trường hợp á, ví dụ như các bạn đang vui vẻ bỗng nhiên các bạn nghĩ lại đến, những cái chuyện buồn hay là nghĩ lại rằng là người này đang có lỗi với mình như thế này người này đang đang làm cái đó thế kia và bỗng nhiên làm cho cái không khí của các bạn á, nó bị trùng xuống rất là nhiều thì đừng nên như vậy tại vì bản thân mình là cái người có thể điều khiển được cảm xúc của mình nè và mình hãy tự giống như là làm chủ cái cảm xúc của mình trước và nếu như mà để cái mối quan hệ này thật sự tuyệt vời hơn á, thì hãy dành thời gian thật sự vui vẻ với nhau và có một điều rất là vui nghịch lý đó, đó chính là cái việc chúng ta luôn luôn mong muốn ở bên cạnh một người mà khi mà bên cạnh họ bạn cảm thấy được là thoải mái bạn vui vẻ bạn được là chính mình chứ không ai muốn ở bên cạnh một người mà khi mà bạn gặp nhau á, luôn có những cái cảm giác rất là áp lực mệt mỏi hay là cái điều gì đó cho nên là hãy tạo cái không khí để khi mà chúng ta gặp nhau chúng ta luôn vui vẻ và khi đó thì các bạn sẽ luôn luôn có một sự thu hút lẫn nhau có sự quay trở về ở đây các bạn có lá là Twin Flame cho nên thật ra cái mối quan hệ của hai bạn á, là một cái mối quan hệ có những cái sự kết nối rất là đặc biệt và đừng để giống như là những cái lo lắng hay là những cái nỗi sợ hay là cái cảm giác không an toàn của mình hay là cái việc mà mình không tha thứ được cho những cái lỗi lầm hay là cái điều gì đó làm cho cái mối quan hệ bị trùng xuống giống như là mình đang tự phá hủy cái hạnh phúc của mình vậy. Ở đây các bạn có lá Pay Attention to the Red Flags và Improving Health có thể cái thời gian qua các bạn cũng khá là mệt mỏi rồi cho nên là trong khoảng tháng năm này á đối với các bạn cung sông ngư um, đang trong một mối quan hệ hoặc là đã có đối tượng cũng là cái khoảng thời điểm mà bạn nên có cái sự nghỉ ngơi và um, cải thiện lại cái sức khỏe của mình có thể rằng là cho do những cái gọi là cái mùa đông lạnh giá hay là cái sự lạnh lùng hay là cái sự mất kết nối làm cho bạn cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên thế giới của bạn không còn màu hồng bạn không còn cảm thấy những cái niềm vui xung quanh nữa thì hãy Cố gắng để tìm lại những cái không khí đó Tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe tâm lý và sức khỏe về thể chất của bạn nữa Và khi mà bạn không có một cái sức khỏe tốt, bạn không có một cái tâm lý ổn định, bạn không có happy happy Thì thật ra những cái gì mà bạn cố gắng gắn gượng hay là bạn thể hiện ra bên ngoài á, Những cái điều đó nó không hề tự nhiên Và thật ra là những người xung quanh họ đều có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó rất là dễ dàng và cái việc mà mình cố gắng mình gắn gượng á, Nó chỉ làm cho mọi thứ nó càng tệ hại hơn thôi Cho nên là hãy quay về tập trung Hay là tìm lại những cái niềm vui Trong cuộc sống Và có cái khoảng thời gian dành cho bản thân của mình Khoảng thời gian cải thiện sức khỏe Về thể chất, về tâm hồn à, Phải về tâm hồn là về tinh thần Nói chung là cả hai Và cả thế giới bên trong lẫn bên ngoài Nó là như vậy và bạn hãy tin rằng là mọi thứ nó sẽ ổn thôi và các bạn sẽ có những cái cuộc khởi đầu mới những cái gọi là những cái sự bắt đầu lại một cái sự kết nối lại và nếu như mà tình cảm của các bạn đủ lớn á thì cái sự điều chỉnh này nó sẽ khiến cho các bạn càng có những cái sự khăng khích hơn hay là khẳng định được hơn vị trí của bạn nhau trong lòng của mỗi người nó đã lại là như vậy cho nên các bạn cung song ngư trong tháng năm này sẽ là một cái tháng mà cần phải nhấn mạnh cái sự tích cực cái sự lạc quan và cái sự có được cái cái khoảng thời gian nghỉ ngơi dành cho bản thân của mình và mình đã xong cái trải bài dự đoán dành cho những bạn cung song ngư rồi và để nhận thêm thông báo cái video mới mọi người có thể nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha